Mời bạn nam xuất hiện. Gì mà ô không dữ vậy? Chào bạn. Chào bạn. Dưới đây hành đây này. Chuẩn bị kỹ quá hả? Bạn, dạ. Tên là gì? Dạ em tên Hiếu ạ. Hiếu. Dạ 28 ạ. 28. Nói lớn lớn rồi Hiếu ơi, không dạ, nghe gì hết trơn à. Em làm marketing nghiên cứu thị trường anh. Dạ rồi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, rất là dễ thương. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên Thúy Diễm. Năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên 24 tuổi mà làm nhân viên văn phòng thì trong công ty cũng nhiều người lắm chứ. Mà rất là duyên dáng như vậy mà chưa có người yêu hả? Sao phải cần đến chương trình? Bên cái bộ phận của em là bên hành chính nhân sự. Mà bên hành chính nhân sự thường nghiêm lắm chị. Nghiêm rồi hả? Hay là nghiêm hả? Thường á là bị người ta ghét nhiều hơn là được yêu. Sao lại ghét? Dạ tại vì hành chính nhân sự thì thường đưa ra các thông báo, các quyết định, quy định để mà gò bỏ người ta lại. Buổi việc rồi kiểm điểm nữa phải không? Dạ thì cũng giống giống như vậy á. Bạn làm nghề marketing chắc là nói nhiều lắm đúng không? Dạ. Ngoài cái mà nghề marketing bạn còn làm nghề gì nữa? Hồi trước em cũng mở công ty, sau đó cũng thua lỗ. Sau đó thì em thấy thì chắc mình chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ thì em thích đi làm ngoài. Cái công việc của em thì nó tạo mối quan hệ nhiều. Và hai, đợi cho em có kinh nghiệm hơn. Rồi sau này ví dụ em mở cái công ty thì em thành công hơn. À còn về bạn nữ của mình nè, bây giờ sở trường của em là gì? Em có năng lực gì, tài năng gì? Tài năng của em nó rải đều hết chị. Em chỉ dở có mỗi việc là vẽ tranh hay mỹ thuật gì thôi. Còn bình thường thì hơi mắc cỡ nên không bao giờ nhảy trước đám đông. Nhưng mà hát thì có thể hát được trước đám đông. Rồi, hát thử cái nghe coi. Dạ hát một đoạn nha chị. Rồi. Em hát bài Hương Tình Gái Quê. Mọi người cho em xin vàng bóp tay nha. Thật lớn đó nha, lớn cho mình nghe nha. Em yêu lũy tre, cánh đồng lúa chín ngát hương. Đêm từng đêm trăng sáng, gái trai làng đùa vui hánh ca. Bao nhiêu lời ông bướm, nhưng trái tim nào đâu biết gì. Thôi được rồi chị. Hay vậy, hèn chi mà thích hát với đám đông là đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây hát liền, đáp liền. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh xo nhỏ ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đã bên em tươi cười. Dạ ta. Dặn chị em đứng lên cái em vơ luôn anh ơi. Hay quá, đây là trai tài gái sắc rồi. Hồi xưa giờ có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Sao chia tay? Đó là mối tình sinh viên mà. Sau này á là hai bên đều đi làm rồi. Lúc đó em cũng vẫn còn đi học để học liên thông lên á. Nên không chú tâm cho việc đi làm cho lắm. Rồi không biết có phải là không hợp ý mẹ của bạn trai hay không mà bạn trai nghe lời mẹ rồi. Ủa vậy á hả? Dạ. Mà hai người quen nhau bao lâu? Dạ quen nhau hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm mà tại vì mẹ không chịu rồi thôi đó hả? Dạ. Cha cái vụ này căng à nha. Rồi rồi được rồi, một lát chị sẽ hỏi mẹ bạn trai bên kia. Nhưng mà trước khi hỏi bên đó thì chị hỏi em nè, bây giờ là cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Xét về tính cách thì em chỉ cần chí thú làm ăn, lo làm. Bên kia thì lo làm rồi đó, mặc dù có thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Đúng rồi, giờ tới phiên em vô hốt là thành công luôn đó. Dạ em chỉ hy vọng được như vậy. Rồi gì nữa nè? Chiều cao á, ngoại hình á thì tại vì em chỉ có 1m56 thôi nên em hy vọng nửa kia của em được khoảng 1m8. Trời đất ơi, đồng ra rồi hợp luôn à. có luôn đó, nghĩa sao bên đây 1m9 luôn ha. 1m8 là anh với anh này cộng lại á. Rồi điểm gì em không thích ở người yêu của mình? Hồi nhỏ em hay đi coi cải lương với bà ngoại á nên ấn tượng đối với các anh tướng cướp á là rau quay nón là bậm trợn gì vậy. Mà bây giờ em thấy những anh rau quay nón em hơi bị sợ. Quyền Linh. Dạ anh... Quyền Linh. Rau quay nón. Ta cạo rau rồi. Dạ cạo rồi thì không sao ạ. Rồi còn gì không thích nữa? Dạ chắc là chỉ có đặc điểm thôi ạ. Em cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Ấm ấm thân thon. Chứ cao mét mấy? Mét chín hả? Dạ không, còn mét năm mấy đến sáu mấy là được rồi. Đây nè, có bạn là được rồi. Đây nè. Dạ mình dáng thân thon giống chị Cát Tường. Dạ. Có tóc dài nhìn dễ thương, trắng, trung thủy và biết chăm sóc cho người mình yêu là ok rồi. Nó nghe, nó nghe. Dạ. Em chị... cao mét mấy? Dạ 65 ạ. À. Chị nhìn là chị biết, chị hỏi cho vui thôi mà chị biết. Dạ. Là không có đạt tiêu chuẩn bên đây rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung nè, em mà kiếm người giống như chị cũng khó lắm nha. Dạ. Hai người bị hoang tưởng quá. Không em đu chị. Đu vừa vừa đu quá mà đu nổi. Ta có quyền
khát khao với em có một ước ao chứ. Không, bây giờ hỏi chuyện này quan trọng nè. Mẹ có xen vô chuyện tình yêu hai đứa không? Bây giờ yêu cho đã rồi dẫn về. Rồi mẹ nói mẹ không chịu thì tính sao? Không ạ, mẹ em là cho em quyết định. Cho quyết định nha, dạ, chắc dạ, nha. Dạ. Chứ đừng để mất thời gian hai đứa yêu nhau mấy năm trời, dắt về quê mẹ nó không chịu rồi bỏ con người ta nó khổ lắm mà. Dạ. Hứa nha. Dạ. Bớt đi, không có giống cắt tường đâu. Dạ. Nha. Bớt chút. Dạ. Thôi cô ở giá đi cô, 1m8 mà đâu ra. Giống cứ tao giống cắt tường chi dữ thế mồ luôn, giống dạ. Chi biết nữa. À, anh hỏi em nè. Dạ. Hồi đó giờ em có được bao nhiêu cái bằng cấp rồi? Trên 10 cái ạ. À. 10 trên 10 cái. Dạ. Bằng cấp gì em kể anh nghe coi. Em có 5 bằng kinh doanh. Marketing, thuốc nam, bằng võ thuật, bằng MC, bằng hát. Cái gì có bằng MC hay không nữa? Không có bằng gì nữa, em mười mấy cái luôn mà em bữa nay. Mười mấy cái bằng luôn? Dạ. Em có thích bà bạn trai học cao không? Cao cũng không sao, chuyển sao em hỏi biết đường trả lời là được rồi. Wow. Mà đây cao lắm đây, mười mấy cái bằng đó mà. Bằng gì tùm lum nhỏ thôi. Nói em làm MC chương trình MC nào chưa? Nữa. Dạ, em làm MC của chương trình của công ty bên marketing anh. Dẫn chương trình khoảng vài trăm người chứ. Giờ em thử bằng cấp anh coi cho coi. Múa võ. Mở dạ màn lên múa cho dạ thôi à. Coi với. Không, thử múa đi coi. Dạ thôi ạ. Võ thuật mà. Múa đây ngại lắm anh ạ. Kệ đến dạ. Đâu em mười mấy bằng cấp mà đâu dạ. Dạ thôi. Thôi vậy em thể hiện bằng cấp MC coi coi. Dạ. Bạn muốn hẹn hò rồi. Dạ. Giới thiệu đứng lên giới thiệu đi cho khán giả đàng hoàng. Dạ. Thử coi. Bắt dạ. Đầu 2 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có một tiết mục là một cặp trai một cặp gái đến với nhau vì tình yêu và hạnh phúc. Mong các bạn hãy cổ vũ cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật to thật giòn đấy ạ. Tạm được anh Linh ơi. Tự nhiên lên đây gặp anh Linh hồi hộp anh Linh. Để em coi bên kia dạ. Bằng cấp nha. Bên này mười mấy bằng cấp. Đây ta ngồi ta sợ ta đứng luôn. Cái. Người ta đứng luôn. Bên anh. Kia mười mấy bằng cấp, bên này em có mấy bằng cấp? Em chỉ có một cái bằng cao đẳng thôi anh. Cao đẳng gì? Dạ công nghệ thông tin. Cao đẳng cẳng đào. Công nghệ thông tin hả? Dạ. À, em thấy anh kia giỏi chứ mười mấy bằng cấp đó nha. Anh về anh trị bệnh hốt thuốc cho em nè ha. Rồi anh dạy em marketing nè ha, dạy làm MC nè ha, có bằng ca sĩ nè ha. Có cái thuốc nào mà ông hốt ông uống vô để ông cao lên mét 8 không? Cái này bỏ tay. Rồi anh giới thiệu thôi, hết rồi đó. Mở dạ. Màn lên. Rồi hai người gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn lên. Trước khi gặp cô gái bên kia anh hỏi em nè. Em không thích điểm gì ở bạn gái của mình? Dạ không thích, thứ nhất là nhiều chuyện, thứ hai là không trung tình ạ. Bên kia hơi nhiều quá. Không trung tình. Nói nhiều thôi chứ nhiều chuyện hồi nào. Nói nhiều. Bạn gái không thích vì điều gì bạn trai của mình? Dạ nghe lời mẹ ạ. Nghe lời mẹ, em có nghe lời mẹ không? Dạ không ạ. Trời đất ơi. Nghe lời mẹ. Quên em sorry. Tùy chuyện chứ không phải là nghe mẹ kêu không cưới vợ là không cưới vợ. Cái cô này kỳ lạ lắm. Mất người ta mẹ. Nghe lời mẹ người ta không cho người ta nghe. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ không, nghe lời mẹ những cái gì chính đáng thì nghe, còn những cái vô lý mà nghe ví dụ như em đã quen nhau mấy năm bắt em chia tay em phải buồn chứ anh. Cứng lắm rồi. Không quay mặt coi cho ta coi đi ông ơi. Quay đi. Đó coi nghe lời ai? Nghe lời mẹ hay nghe lời bồ? Đó. Anh đang nghe mặt. Dạ, em cảm ơn anh. Các bạn có 2 phút, bắt đầu. Em người ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Còn những người ta miền Tây đẹp hay? Em cảm ơn anh. Đẹp mà dễ thương mà nói chuyện có duyên. Em cảm ơn anh. Được khen em thích rồi. Bạn trai mình luôn đi vô thì mình yêu rồi đi chứ để mất công thì gia đình thì anh là anh là có mấy anh em? Nhà anh ba anh em, anh là Út, ba trai mà hai người cưới vợ hết rồi. Anh là Út vậy cưới vợ xong có về nhà không anh? Không, anh là riêng. Dạ ở riêng được anh. Em chỉ thắc mắc có mỗi chuyện thôi, tại vì em hơi yêu ba yêu mẹ, mặc dù ở trên Sài Gòn nhưng một tháng cũng phải về một lần nên chỉ hy vọng là lúc đó anh cho em đi về. Không, miền Tây đẹp mà, vừa hai anh em mình vừa về. Anh chị có được. Sao đây nói chuyện đây mà nháy nháy nhìn đây là sao trời. Hỏi anh em thấy anh có đẹp không? Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh tạm được không? Anh nói câu này là em mắc cỡ quá. Được không? Dạ chắc là cũng được. Không, anh phải cảm ơn em chứ. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thúc có hậu ha. Rồi, rồi hết okay. Giờ, kết thúc khóa hậu rồi đó. Chúng ta sẽ sao, có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. Một.
Gì vậy trời? Nôn nôn lắm rồi. Em mới đếm có hai à? Hai bên đều nôn hết trơn rồi. Ủa sao sao vậy em, sao mới tính đếm có hai mà em nhấn rồi? Thấy hợp chị ạ. Hợp. Hợp sao? Nắm tay đi coi coi có hợp không? Rồi em sao nữa? Phụ nữ thì từ từ chứ làm gì mới đếm hai mà nhấn rồi. Hả? Ưng ưng trong bụng quá à hả? Dạ em cũng muốn tìm hiểu thử ạ. À, cặp này đẹp đôi, hai người hôn nhau một cái đi. Nè trời ơi. Đại cái đi, hùng đại cái đi. Mình trẻ mà, mình hôn nhau một cái đi. Hai, ba. Mình nhăn dữ vậy. Cảm giác hùng sao? Dạ em không biết. Còn em hùng sao, thấy sao? Dạ thơm ạ. Tóc, tóc thơm. Tóc thơm không? Rồi hai người nắm tay xuống dưới hùng nữa đi. Ở đây không cho hùng xuống dưới, ôm tao hùng lia lịa nè. Thật xấu của em là trước khi đi ngủ không có đánh răng. Trời đất ơi. Cặp đôi thứ hai, hạ màn xuống. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Chào em, em rồi đây. À, chào em tên là gì? Dạ em tên là Quỳnh Giao ạ, à. Năm nay em 26 tuổi ạ. À. Hiện giờ Giao đang làm việc ở đâu? Dạ hiện giờ em đang làm kế toán của một doanh nghiệp tư nhân á chị ạ. À. Kế toán là mình làm việc với con số không thôi ha? Dạ đúng rồi chị, nhưng đôi lúc nó cũng khô khan mà cũng hay chi ly nhiều thứ. Dạ. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ phân tích cái chuyện này. Dạ. Bây giờ mời bạn Nam bước ra sân khấu đi. Rồi mời bạn Nam. Chào bạn. À, em chào anh Quyền Linh. À, em chào chị Cát Tường với lại bạn Quỳnh Giao ạ. À. Biết bạn Quỳnh Giao luôn hả? Dạ. Bạn tên gì? Em tên là Hùng. À, bạn bè hay gọi em là Hùng Gấu. Dạ, mà là gấu bông chứ không phải là... Em gấu bông hả? Dạ. Hùng đang làm việc ở đâu Hùng? Dạ, hiện tại là em là kỹ sư điện. Hiện đang công tác ở Bệnh viện Ung Bú, phòng hành chính quản trị. Có bị điện giật lần nào chưa Hùng? Dạ em thì bị điện giật thường xuyên nên người em hay có điện lắm. Bởi vậy anh Quỳnh Linh bắt tay có cảm giác tê tê không? Ấy, thấy em tê tê rồi đó. À Quỳnh Giao nè, mình thấy mình có cái sở trường gì không? À, trong công việc của em thì em cũng có biết một tí gì pha chế á chị. Bartender à. Ồ vậy dạ. Hả? Rồi bạn gái như thế còn bạn trai thế nào? Dạ ngoài việc điện ra thì em còn tham gia công tác xã hội của bệnh viện á. Ví dụ anh Quỳnh Linh hay là mấy bạn mà có đi từ thiện á thì em là người hướng dẫn. Bạn làm bệnh viện Ung Bú lâu chưa? Dạ em công tác ở bệnh viện bú được 3 năm rồi ạ. Mà ở trong bệnh viện nhiều cô y tá dễ thương lắm mà, không quen? Dạ ở trong bệnh viện nhiều cô y tá dễ thương lắm mà mấy bạn hả chơi rất là vui nhưng mà quen không được. Ủa sao vậy, chơi vui sao quen không được? Tại vì mấy bạn á là thích bác sĩ, em thì không thích kim, mấy bạn cứ cầm kim. Mỗi lần mà lên khoa mà thấy mấy bạn cầm kim nữa là em xỉu. Trời đất ơi, cái gì mà cầm kim mà xỉu? Quỳnh Giao có sợ kim không? Dạ cực kỳ sợ kim, đặc biệt như là kim mà tim chích mình đó chị. Còn em có thật xấu gì không? Thật xấu của em là trước khi đi ngủ không có đánh răng. Trời đất ơi. Rồi sau khi thức dậy cũng không đánh luôn? Dạ sau khi thức dậy á, nếu mà còn sớm á thì đánh răng, không còn sớm á thì mình xúc Listerine xong mình đi. Trời ơi, cái gì vậy? Em sao nghe vậy em thấy sao? Dạ thì mình ăn sáng xong mình đánh răng chị Cát Tường. Kỳ vậy? Không chấp sao, cũng chấp nhận được vậy? Chị không, mà tối em ngủ không có đánh răng không? Có chị, nhiều khi ngày em đánh 2-3 lần luôn à. Tại sáng mình dậy gấp cho bạn đánh răng với nha. Vậy em sẽ đào tạo rồi sao? Trời ơi là trời. Nhưng mà rồi kỳ vậy chị, cái gì đánh răng nghe tự nhiên nghe nó giận giận với gà. Không sao, đây là ưu điểm á, đỡ tốn kem đánh răng. Anh Nguyễn Linh với chị tranh cãi nhau cái chuyện là cái tình phí phí đó. Thì bây giờ em có đồng ý, giờ em yêu bạn trai và em muốn tiến tới bạn trai phải tốn ra một khoản phí, em có đồng ý không? Cái đó là sự giống như sự trao đổi thôi chị à, nó cũng không phải gọi là. Nhưng mà anh nói không có phí gì lấy tiền đâu mà đi chơi, đi ăn, đi uống, đi phượt. À cũng đúng. Cũng có thể là tính phí á chị à. Ai tính? Bây giờ bên kia tính hay bên này tính? Em sợ bên kia tính á. Tại thông thường là con trai thì chịu nhiều thiệt thòi hơn con gái. Chịu bỏ tiền ra không Hùng? Em đi chơi với bạn là em chi tiền không à. Phải không? Ủa dạ. Cái này được nha. Nhưng mà chủ yếu em có hẹn đi chơi hay không thôi. Cái này hay rồi nha. Gì vậy? Cái quan trọng là có hẹn hay không mà nha. Chứ ta không có hẹn là không có chi à. Đó giờ em chi bao nhiêu lần rồi? Dạ người yêu thì trước giờ chỉ có đi xem ca nhạc, đi xem phim thì tất cả đều em đều lo hết à. Lo hết? Dạ à. Ổn á, chuyện này là mình thấy được rồi đó, thấy được điểm mình á. Bữa nay Quỳnh Giao đến với tham gia chương trình đi với ai? Dạ em đi với bạn á chị. Đi với bạn hả? Bạn dạ. Quỳnh Giao đâu? Dạ bạn của em. Chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh ạ.
Bạn tên gì? Dạ em là Kim Nguyên, bạn của bạn Huỳnh Giao ạ. À. Bạn Huỳnh Giao dạ. Hả? Em thấy mặt mày sao, được không? Bên này ok được không? Em cảm thấy là cũng được, nhưng mà bạn đó hơi có bị một cái là hơi lăng xăng, chắc cũng không ổn với bạn Huỳnh Giao. Cái phần về vấn đề này hơi lăng xăng. Dạ. Lăng xăng là sao bạn? Ý là tính tình của bạn đúng hòa đồng, hòa đồng vui vẻ thiệt, nhưng mà nó hơi có một chút xíu gì hơi bị lố. Lố hả? Dạ. Không phải đâu, nhiều khi người ta bị kích động đó em. Bữa nay đến chương trình người ta vui quá đó, người ta bị kích động chút xíu thôi, cái trở về nguyên hạn cái trạng thái bình thường là không có sao hết trơn. Con làm điện mà phải lăn xăng chứ. Đúng rồi, nãy con nói bị điện giật nhẹ nhẹ nhiều lần đó. Được rồi, thấy nó vô rồi đó. Chị qua thì coi thử. Coi đi, nè, nhìn thẳng trực diện luôn. Nè, 2, 3, quá à. Mốt đánh răng thì mơ, đánh răng buổi tối đi nha. Dạ. Không? Mình nói mình đẻ con, đẻ cái nữa, rồi mình phải chỉ nó đánh răng, rồi ba phải đánh răng làm gương cho con chứ. Buổi tối em có đánh răng sau khi đi ngủ. Ngủ rồi mày đánh giờ nào? Dạ sau khi đi ngủ, có nghĩa là buổi tối, mình sau khi mình đi ngủ thì mình mới đánh. Ngủ vậy mới đánh. Nãy tôi nghe ngủ vậy cũng không đánh nữa kìa, ngủ vậy rồi xúc. Bữa nào gấp, đi. Gấp quá chị. Sao, có xin gừng dopamine rồi, không sao đâu. Rồi. Được rồi đó, ổn rồi. Cái gì cũng được mà có cái vụ không đánh răng là tôi không có chịu rồi đó. Hơi lăng xăng thiệt. Trời ơi, trời, mắt đẹp quá ta. Đúng không? Đẹp à. Sao không có chịu lăng xăng không? Cái đó về mình đào tạo là được sao anh? Đào tạo được, dạ, đào tạo được. Anh dễ thương lắm, anh lăng xăng chứ. Hết xăng là anh ngồi yên. Bà không thích gì vậy, người phụ nam? Em không thích là con trai mà có râu á, râu cá chốt á, em ghét cái cá chốt lắm. Nhìn ó, nhìn cá ghê chốt lắm. Sao em? Nó có hai cái riêu bên đây nè chị, nhìn ghê lắm. Vậy mà nhiều người nói râu cá chốt là tê tê lắm á. Với lại râu quay quay á chị. Quay quay. Nó giống như mình Linh kìa. Nhưng mà Linh sạch quay rồi. Trời, được dễ thương lắm bạn. Được lắm á. Không thích gì ở bạn nữ? Dạ em không thích bạn nữ á, là đi shopping mua nhiều đồ. Trời mà, đất ơi. Mà không có bận. Không bận không lẽ không? Bạn đi shopping về xong các bạn mua đồ các bạn treo trong tủ. Ủa sao bạn biết người ta không bận? Nhiều khi người ta bận trong trường hợp khác rồi sao bạn? Dạ tại vì em không thấy bạn bận. Rồi. Thôi bây giờ nhà mở màn lên đi. Cho hai bên gặp nhau. Bắt đầu. Rồi quay qua 1, 2, 3. Có lăn xăng nha. Đó không, nó bỏ quay qua có quay lại thấy ông cũng lăn xăng rồi. Nôn nôn. Nôn đó. Nói gì nói chào, đi. Chào Quỳnh Giao. Dạ mình có món quà tặng bạn Quỳnh Giao. Con gấu luôn nè. Dạ con mèo á. Tao lo nói chuyện đây đi nè. Quê bạn Quỳnh Giao ở đâu ạ? Thật chất là mình ở miền Tây với bạn, quê mình ở An Giang. Bạn có thường xuyên về nhà không ạ? Cũng ít lắm, năm nhiều khi mình về mấy dịp lễ thôi. Tiếp. Nếu mà bạn có ý định kết hôn á thì khoảng bao lâu, quen bao nhiêu thì bạn sẽ có ý định kết hôn? Thì theo như tìm hiểu thì tại vì cũng phải 6 tháng. Hay như bạn này, bạn nghĩ bao lâu mình được kết hôn? Mình cũng khoảng 1 năm. 6 tháng thì sáng tháo rồi thành ra. Đúng rồi, người ta nói cái gì nó cũng vội vàng đến thì vội vàng đi. Chậm mà chắc. Mình cũng nghĩ là 1 năm. Mình cũng dành dụm để mà tính cho chuyện kết hôn. Khi mà có điều kiện gì đó thì mình sẽ quyết định liền. Tại vì có đủ tiền rồi đó phải không? Dạ đúng rồi, có đủ tiền là chỉ cần chờ người lấy cái số tiền đó thôi. Trời ơi. Còn không bao giờ vô. Tình phí có sẵn, tiền kết hôn có sẵn luôn. Để nếu có dịp mình đi về quê bạn chơi. Ok. Đó, ok, hết giờ. Vậy đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa em có ấn mà sao không dính? Em có ấn á. Có không? Có, em có ấn. Có ấn không? Có. Thiệt không? Ủa thì kỳ á. Sao kỳ? Đâu có ấn đâu. Có ấn. Có ấn không? Có. Thề đi. Ấn lợn. Có ấn, có ấn á. Làm em hết rồi. Bây giờ tôi hỏi bạn nè. Thí dụ gì giờ lỡ mà không chấp nhận cái ấn đó làm sao? Có hối hận không? Chắc hối hận á anh à. Người ta có tiền.
đâu có chạy đâu, còn đứng đây bạn biết sao không? Bạn đã làm cho cả cái khán phòng này, người bạn trai đối diện coi như là đứng tim. Lúc đó là tôi cũng đứng tim, mọi người chỉ là chừng hững nhìn nhau luôn. Tự nhiên bạn em quay, có bấm mà em quay lại em thấy màu xanh em còn đứng tim nữa, tại em có ấn mà gì. Bạn gái đẹp không? Dạ, nắm tay cái đi, nắm tay cái đi. Thấy hai người hợp không? Dạ hợp. Hợp thấy gì đâu mà hợp. Dạ em này đứng cao hơn bạn ấy một tí, nói chung là em bế em nâng em đỡ gì cũng được, nói chung là cần sướng luôn. Sáng nay tới đây có đánh răng không? Dạ em đánh răng tới 3 lần lận. Lúc chưa mụ cào ra anh thấy giọng hát của em anh lại yêu. Thấy giọng hát của em anh lại yêu. Từ giờ anh thích âm nhạc lắm. Mà nó đẹp trai hơn Linh chút. Không, mỗi người một vẻ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, đáng yêu, đáng yêu. Bây giờ hai bạn sẽ giao lưu chỉ cách có bờ rào thôi, nói chuyện lớn lên để chúng ta cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp mặt nha. Được, vâng. Mời nhà trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh ạ. Em tên là Bùi Văn Tuấn, em quê ở Nghệ An, năm nay em 29 tuổi. Quê Nghệ An rồi, bây giờ mình làm việc ở đâu nè? Em làm ở Biên Hòa, em làm bên bán phụ tùng ô tô. Bán phụ tùng, dạ. Tức là bán thôi, kinh doanh thôi đó hả? Dạ, bán cho ông anh ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về Tata đi cưng. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Em chào anh bạn kế bên. Con tên là Ngô Hoàng Ngọc Linh, năm nay con 25 tuổi. Là con sinh ra lớn lên tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc của con là con làm lễ tân. Tại bây giờ thì con đang thay đổi cái công việc của con. Một bây giờ đang thay đổi đúng không? Dạ. Nghe chưa? Bên đó nghe chưa? Nghe rồi, nhà trai nghe rõ rồi. Cô gái lễ tân ha, cô thì dễ thương xinh đẹp mới làm lễ tân ha. Cái bộ mặt của một cái nhà hàng hay là khách sạn hay gì đó. Rồi, yên tâm với Tuấn nha. Bây giờ mình sẽ nói chút cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ vâng, điểm mạnh của con là con khá là vui vẻ, con hòa đồng. Và con có một chút nghệ thuật trong người, tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con. Ý là mẹ con hát hay, rồi con cũng biết hát và con cũng biết chơi đàn guitar. Con có cái điểm yếu gì không? Dạ có, con hơi trẻ con một xíu, hơi hay quên. Hay quên. Và con thỉnh thoảng con hơi mè nheo. Chiều cũng mệt lắm Tuấn nha. Dạ. Rồi Tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi. Về vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được, cũng thích hát, quét dọn này gì cũng làm được, không kể việc nhậu lớn gì ạ. Đến có việc là làm thôi. Dạ. Rồi. Còn cái điểm này em thì kính hay quên và cũng hút thuốc, cũng bia rượu cũng một chút ạ. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình đơn phương ạ. Nhìn em rất là đẹp trai rồi lại phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào? Dạ vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người đúng thời điểm gì. Hay là tại em không thổ lộ, người ta không biết em yêu người ta? Thì em một ngại vấn đề đấy mà nhiều khi quan niệm nó cũng khác nhau nữa. Đơn phương mấy năm? Có 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng là thôi là dứt dạc luôn. Mẫu hình cái người đó như thế nào em nói chị nghe coi. 1m55 trở lên. Đẹp thì vẻ đẹp nó nhiều lắm, không thể tả được. Nhưng mà em thích đẹp giống ai? Để chị coi, chị coi bên đàn gái chị giống ai nè. Tại vì bên đàn gái chị đẹp quá. Cho nên chị... Trời ơi, khen nhà gái dễ sợ luôn ta. Trời ơi, bên nhà gái tôi thích. Con lần này là kêu bằng á, là có 11 điểm là tôi cho 11 điểm đó. Kiểu gì đó hả? Thì đó. Đâu nói nghe coi nè. Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn. Giờ mẫu người thì nó như chị Mỹ Tâm ạ. Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm. Đàn hát tôi nghe có giống Mỹ Tâm không? Tôi qua tôi coi mặt quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm. Tóc nhiều, nâu môi trầm gì đó. Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm. Con hát đi con. Dạ. Sau đây thì con xin gửi cho mọi người nghe ca khúc Sau Tất Cả. Và đây là một món quà thì em cũng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay. Mong mọi người lắng nghe. Sau tất cả, mình là
trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng thể đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại cần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm chấn nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Một khó khăn cũng chỉ là thứ than, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hay quá. Tôi tưởng tượng thế này nhá. Sao tưởng tượng? Cái giọng rất là nhõng nhẽo, dễ thương. Đôi mắt to tròn, có cái mái tóc xả xả giống như Mỹ Tâm hát ngang mắt nè. Cô ấy cài một cái trâm trên đầu, ấy cài cái vòng gì đó, băng đô. À, băng đô. Cái trâm ở đâu ra? Một cô gái mặc áo trắng như sinh viên. Trời ơi, hát nhẹ nhàng. Ôi, đấy, tôi cảm nhận như thế. Trời ơi, Linh ơi, Linh đi làm thầy bói được rồi. Hả? Linh đi làm thầy bói được quà rồi. Quà coi. Trời ơi, y chang luôn đấy chứ. Chào chú Linh. Nè, tóc ơi, dày nè, băng đô nè, mặc đồ trắng nè, đó, mắt to nè. À, dễ cưng lắm đó. Nhưng lý do sao không có người yêu chú không tin nữa. Từ lúc con trưởng thành tới giờ con có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? 4 năm ạ. Ngắn nhất? 1 năm thôi. Vậy là cũng yêu nhiều rồi đó. Yêu 5 năm rồi đó. Dạ con, tại vì tính cách con là khá trung thủy. Yêu ai yêu cả một đời. Đó hả con à? Đừng mệt quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ. Dễ thương quá. Nhà trai... Được rồi. Bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó. Cuồn. Có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào? Trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi. Suy nghĩ duy nhất thôi. Đúng. Đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con, giống như chú Quỳnh Linh. Em khẳng định cái giống của anh. Giống anh Linh là trung thủy. Quỳnh thủy. À, ông có trung thủy không? Thì mình sống nhau gần 20 năm nay, cả nước đều biết mình thế nào mà vẫn. À ừ thì đó, thì ông khẳng định đi, trên sóng mình không dám khẳng định, nhưng mà thôi để mọi người đánh giá đi ha. Rồi, nói chung là cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu. Em cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m 70. Linh cao 1m nhiêu? Bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau, có độ tương thích đáng kể luôn rồi. Đúng không? Thử coi, đứng thôi. Yes, bằng easy luôn nè. Nó đẹp trai hơn Linh chút. Không, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ 10 phân vô anh chị. Mỗi người một vẻ 10 phân vô anh chị. Ngồi đó đi. Cô có thể nói với con rằng cái người bên đây tương thích với chú Quyền Linh cỡ chừng khoảng cũng 70-80% đó. Còn cái việc 20% còn lại là do con phải tự tìm hiểu. Dạ. Và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra. Rồi hôm nay con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. À mẹ, mẹ đâu? Mẹ con đây. Đâu mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. À, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Ôi, cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ, tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. À, bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người dạ, ơi đúng có không? Có sao nói vậy. Nó, nhiều khi ba mẹ la rầy nhưng mà khóc, nhưng mà chút xíu nữa là lại quê ra xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Đó đúng rồi, là thương ở chỗ đó đó. Cho nên bé không có biết giận ai đâu. Còn với cái đối với bạn trai bên này á thì mẹ thấy là cũng chừng chạc, cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Vâng. Rồi để tìm hiểu. Vậy là cảm nhận ban dạ. đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không? Mẹ dạ, coi như cho được. Cơ hội ha. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn mẹ. Dạ, rồi, con cảm ơn bác ạ. Rồi, nhà trai đi với ai Tuấn? Hôm nay có một mình nhà em ạ. Rồi, thôi được rồi. Hôm nay em nhờ anh Quỳnh Linh là đại diện ạ. Đừng lo lắng gì cả.
cố gắng chinh phục cô gái, làm sao cô ấy bấm nút là được. Vâng. Quan trọng là do em thôi nha. Chứng minh bản lĩnh của mình, mạnh mẽ lên. Nào, mở rào. Chào em. Chào em. Em có món quà tặng em. Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi. Hôm nay, chờ đến ngày hôm nay tặng cho em. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng anh một cái cây, nó tên là May Mắn ạ. Dạ thì nó mang một ý nghĩa, đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn. Nói chung là may mắn thì mới gặp được em ngày hôm nay. Chào em. Dạ. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm. Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều, nên là cũng thích người điềm đạm. Anh thích con gái hài hước, nói nhiều lắm. Trước mà chưa mở rào ra, anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Ừ, anh thích âm nhạc lắm. Mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ. Dạ. Em rất dịu dàng, giọng nói dễ thương, mỗi người cũng tuyệt vời luôn. Quan điểm của em thì cũng khá đơn giản. Chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em, có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế là anh biết mà. Thì quan niệm về tình yêu của anh thì trước tiên là cái niềm tin. Yeah. Nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau, không hạnh phúc được. Bây giờ Tuấn, hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy, hát một bài hát nào đó. Anh xin phép nắm tay em và anh tặng em một đoạn điệp khúc của bài Nắm Lấy Tay Anh nha. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay nha, hay nha, hai đứa nào hát cũng hay nghe. Hay à. Ồ. Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời, chứ không phải đến cho chuyện chơi. Mong em hiểu như vậy. Và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau. Em cũng muốn tìm một cái người hiểu em. Trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được? Tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy. Rồi, đề ghế. Không, được rồi đó. Để tay trái vào nút bấm. Phải sống thật với con tim ngay trong lúc này. Nếu cảm giác trái tim mình rung động, bấm ngay cái nút đó. Hồi hộp quá rồi nè. Nhắm mắt lại. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau và xin phép bác gái. Dạ, con xin phép bác gái, con cho phép con em đây được tìm hiểu nhau thời gian, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng. Bẻ cái tay người ta hơi đau, xương tay vào như này, đó nó nhẹ nhàng, mà nó quý quá, nó rung quá, nó bẻ tôi nói vậy mà bé kia nó cũng chịu, nó cũng ráng. À. Rồi bây giờ xin phép mẹ luôn là cho hung vào má của bạn gái, giống như đặt cọc vậy đó. Dạ con xin phép bác cho con hôn. Xin phép em luôn. Em đó em. Một cái hành động rất nhẹ nhàng mà chú thích điều này đó con. Đưa nhẹ cái má qua một cái. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy cùng chia sẻ bạn gái, bạn gái còn băn khoăn điều gì hãy nói cho bạn trai biết nha, để có thể thay đổi nha. Đây là lần đầu tiên có một cặp mà Hồng Vân và Quyền Linh rất là ngọt ngào với nhau mà họ vẫn bấm nút. Dường như là bắt đầu từ ngày hôm nay là chúng tôi đã từ từ phá đi được lời nguyền rồi. Ông mai bà mối vẫn thuận thảo mà các cặp vẫn bấm nút. Đúng rồi, quan trọng là mọi người ủng hộ, quan trọng là tình yêu của hai đứa nó có duyên có nợ thôi. Chúng ta tiếp tục với cặp đôi tiếp theo. Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập, em sống thì vào tình cảm, em rất là yêu thương động vật. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nha. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi em trai. Dạ. Bây giờ mình có rung không? Cưng có rung không? Rung có hả? Không có gì rung hết trơn á. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào bạn nam bên cạnh cùng tất cả các cô chú và các bạn trong trường quay. Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ. À, vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ. Sống ở Bình Dương luôn? Dạ, đúng rồi. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi. Em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đoán được em là người gì? Anh Linh có thấy điểm từ khóa trong bài thơ em? Giáo viên hả? Dạ, đúng rồi anh Linh ạ. À, em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha, dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì vào tình cảm, em rất là yêu thương động vật ạ. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nha. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ ba luôn, xong em mới nhận nhận như là mình có biết người này. Vậy mà nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn. Là hay quên hay đản trí chút xíu thôi. Nhiều khi thấy tủi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Thì bởi vì mới khổ cũng... Vậy sẵn luôn mình nói về người yêu đi. Mình được, mình đã có mấy người yêu? Thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Thì thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi. Cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có lẽ là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình. Để mình có thể, hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. Hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi? Thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị. Cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống giống như em. Cho nên là có thể là hai bạn chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Ok. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á, thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực.
Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói. Với lại có nhiều khi, đôi khi mình làm việc quá nhiều đi, nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do cũng cô đơn quá, nên là mình cứ lao công việc nhiều quá. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống em mới cân bằng một cách trọn vẹn. hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi. Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa mối tình nào. Chưa mối tình? Dạ, nào chưa có. Thầy giáo ta chưa có mối tình? Dạ, nào thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa, nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. Lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi, không được như bây giờ, mạnh dạn như bây giờ. Hồi xưa em quá nhát. Cũng tạo áp lực cho nhà gái tôi ghê chứ. Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, dạ. Cổ thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, dạ. Chút xíu thầy phải chủ động, nghe chưa? Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Dạ. Không, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi, thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn thì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Với lại có công việc thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thế thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm, phải biết tự giác, tự ý thức đó. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào con gái. Dạ, em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính, nhìn ống kính đi. Tại sao có phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ, ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả tôi lời tôi hỏi cho... tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. Kia mà ông Dân mới chửi. Được dạ, không? Dạ, mập mập xíu cũng được. Nhưng mà không phải là mập quá, béo béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có kiến? Em sao? Thầy có cận không thầy? Không, thì em không cận. Thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đây cũng được. Kính mát đây cũng được. Em cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm. Chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của em hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em. Nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng là dẫn con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. Mẹ, chị dâu, thầy Minh nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây để tìm dâu. Cháu này cũng được thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Dạ, đó mẹ đơn giản xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về em Cường là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, song sáo và sống rất là tình cảm. Do cũng quá hiền từ đi. Thì anh nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát, rụt rè. Thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng muốn luôn mạnh mẽ vươn lên. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa phải không anh? Hiện nay hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng, khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng. Dạ. Mùa đặc trưng. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Hùng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo, thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt và là anh cảm thấy em thế nào? Thì trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á, nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Một cô gái xinh xắn dễ thương. Dạ, cảm ơn. Mịn màng chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, của lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ bảy nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Yeah. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Ừ. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa. Đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc nơi tình yêu bắt đầu. Yeah. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu, ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để sáng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếc rơi để anh biết em cần anh, và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông này một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lại không? Em thì hát không có hay lắm. Kể được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn là: vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ, một lần gặp gỡ đã ngỡ, đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai, nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình, mà ngày hôm nay ngay tại đây giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành lên đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, rồi. Để tay vào nút bấm đi. Bây giờ mình để tay nút bấm đi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ, thưa hai bác. Xin bác cho con với Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn thật 100%, là uy tín của con. Rồi. Những gì con nói con sẽ làm được. Hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha.
Sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hung lên má em Hằng cái. Dạ, con xin phép hai bác được hung em Hằng. Dạ. Hay quá. Thầy giáo chưa yêu lần nào nha. Thầy rất là mạnh dạn nha. Đúng rồi, thầy rất là tự tin luôn đó. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đi đi cùng thân. Như vậy là chúng ta đã trọn vẹn hai cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và chúc cho họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Cảm nhận của em đầu tiên là anh khá là điềm đạm, anh rất là chững chạc. Trong suy nghĩ của em thì chắc cũng đúng được tầm khoảng 70-80%. Thì khi mà em được ảnh nắm tay thì kiểu cũng có cảm xúc trong đấy. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Cũng rung động nhưng mà chưa có chạm đến cái kiểu mà tình yêu giống như cái câu hát mà phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là em chưa có. Theo em ngày hôm nay em rất vui vì chương trình cũng tạo cho em điều kiện gặp được em tên gì anh quên rồi. Gặp được Linh đây. Chưa mở rào mà như vậy là có tiếng sét gọi là tiếng đàn, tiếng hát. Bởi vì em thích người đánh đàn và hát. Do máu người thì nó như chỉ mỹ tâm mà. Sau tất cả để trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Lúc đầu em tưởng tượng cô ấy thấp hơn chút, rồi tròn tròn chút, không gầy như vừa thôi, nhưng mà gầy.
vấn đề về cùng đạo, hôm nay em gặp Linh vừa cùng đạo rất tuyệt vời nữa, vừa không phải bên này bên nọ đi học lại gì cả, bên đạo mình hiểu nhau, vừa quan niệm sống nó cũng giống nhau. Dạ em thì cũng khá may mắn vì chương trình cũng có tìm người theo đúng cái tiêu chuẩn của em cũng như gia đình em mong muốn. Thì cũng có câu nói bên đạo đó là sự thật Thiên Chúa sắp đặt thì là người không phân lý. Thì em hy vọng là cái điều này nó tiến triển tốt. Em với anh sẽ add nhau một cái mạng xã hội là đấy để mà nói chuyện, để mà FaceTime với nhau, để hiểu nhau hơn. Tại vì từ từ thì mới được, còn ồ ạt quá thì không nên. Em nghĩ vậy. Ai cũng có ưu nhược điểm của mình hết. Thì nếu mà cái nhược điểm của mình nó không đến nỗi nào thì mình có thể thay đổi được, để mà có tiếng nói chung một xíu. Cái việc đấy mà em muốn anh thay đổi thì cái việc khác anh muốn em thay đổi, ok em cũng sẽ thay đổi theo, để cho hai người có tiếng nói chung. Trong tương lai thì nếu mà hai đứa đến với nhau, hợp với nhau thì em sẽ dẫn Linh về quê ra mắt bố mẹ họ hàng. Khi đến tham gia chương trình Bốn Bề Hẹn Hò thì cũng hồi hộp, bồn chồn, nhiều khi tối không ngủ được nữa. Rồi chuẩn bị nhiều thứ lắm, chuẩn bị nói làm sao cho hay nè, rồi mình hát bài gì nè, tập luyện cái bài đó. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Rồi mình tìm kiếm những bài thơ nào để làm cho cái buổi ghi hình nó thú vị, để tạo ấn tượng mạnh đối với bạn nữ. Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đoán được em là người gì? Trước khi mở gào á thì mình cũng rất là hồi hộp, tại vì không biết là cô gái nó như thế nào, có đúng như mình suy nghĩ hoặc là mình muốn không. Nhưng mà khi mà kéo gào một cái là thấy ngay cô gái nó dễ thương, cái mình rất là hài lòng, đúng như mong muốn, cái mình vỡ òa trong sung sướng luôn. Lúc mà chỉ mới trao đổi qua hàng rào, chưa có kéo rào á, mình cũng có tưởng tượng sơ về bạn nam như thế nào. Thì khi biết được thì anh là thầy giáo á, thì thực ra thì cũng đã mừng tượng trước là ngoại hình như thế nào rồi. Thì khi mà kéo rào á thì em nghĩ là cũng, em đoán cũng được khoảng 70-80% cái ngoại hình của anh. Cảm giác lúc đó thì cũng rất là rung. Thật ra chia sẻ luôn là anh nắm tay mà anh đứng khoảng cách khá là xa, anh cứ níu níu vậy nè. Xong rồi mình cũng phải cố gắng kìm theo á, tại vì nhiều khi nếu không giữ lại thì mình sẽ bị ngã về phía anh á. Thì nói chung cũng rất là hồi hộp và nói như tim cũng đập thịt thịt thịt. Hôm nay thì đến thì về phía bạn trai thì có cả gia đình của bạn trai, có mẹ, có chị dâu, có bác và có đồng nghiệp nữa. Thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì em cũng hy vọng là mình cũng sẽ có gây một cái ấn tượng tốt đối với gia đình và bạn bè thân của anh bạn nam bên cạnh. Khi mà gặp cô gái bên nhà trai thì cảm thấy rất hài lòng. Thì cô gái rất là dòm thấy là dễ thương. Rồi tính cách thì cũng thấy cũng chững chạc, rất là thích luôn, đúng rồi.
Hồi nãy thì anh có nghe em Hằng nói là cũng có rất là thích là nuôi nhiều thú nuôi, là rất là nhiều chó hơn. Đó thì yêu thú nuôi cũng là một cái đức tính tốt, chứng tỏ là tâm hồn em là rất là yêu động vật. Thì anh có một cái lo thôi chứ không có phải là gì, thì không biết là Cường có thích thú nuôi giống như là em Hằng hay không. À đó, như vậy là phù hợp rồi. Thì anh nghĩ là hai đứa cố gắng là bổ sung cho nhau. À, những cái khiếm khuyết của người này thì mình bổ trợ qua bổ trợ lại để mà có thành cái cuộc sống viên mãn hạnh phúc hơn trong cái tương lai, và mong rằng hai đứa sẽ thành đôi với nhau. Và anh rất là mong là sớm được dự cái buổi lễ thành hôn của hai đứa. Con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu. Như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à. Từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý con không? Thì... nhất là phải trưởng thành ạ. Và thứ hai là trung thủy, và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất con người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không trung thủy, có tính gia trưởng đó, thấy chưa. À, nói chung là em có hai mối tình đơn phương và mối tình chính thức. Nói chung là mối tình chính thức thì hai vợ chồng em lập nhau mười mấy năm, nói chung là cũng có hai đứa con, một thằng con trai lớn với một đứa cháu nhỏ. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu? Dạ cưới nhau nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Dạ em có gia đình được 15 năm rồi, em ly hôn cũng được gần 5 năm rồi chị. Có con chưa cơ? Dạ có hai đứa con trai em nuôi nó luôn. Con lớn em sinh 2003, còn con nhỏ sinh 2009. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 22:30 thứ hai tuần trên HTV7 trên truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.